Sau hơn một tháng xảy ra trận sạt lở kinh hoàng vào ngày 28 tháng 10 tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, vẫn khiến cho nhiều người dân cảm thấy bàng hoàng khi mà trong chốc lát thì đã có hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp cuốn trôi và nhiều người bị thương nặng. Đến nay thì vẫn còn 13 người mất tích. Nén lại đau thương, đồng chí Thượng úy Lê Minh Phước, trưởng công an xã Trà Leng đã ở lại bám bản để cùng nhân dân vừa tìm kiếm người mất tích, vừa giúp dân dựng lại nhà cửa để ổn định cuộc sống. Đã hơn một tháng kể từ khi vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra ở nóc ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, Thượng úy Lê Minh Phước, trưởng công an xã Trà Leng chưa có một giây phút nào ngơi nghỉ. Ba người thân trong gia đình, ngôi nhà của anh, của gia đình vợ và cả phòng làm việc của đơn vị đã bị cuốn theo cơn lũ dữ. Khi mà về đây tìm thấy mẹ vợ với cậu, mẹ của vợ thì tôi có xin chỗ ban chỉ đạo cho tôi đi chôn cát, sau đó tôi tiếp tục chỉ đạo lực lượng anh em, huy động lực lượng anh em tiếp tục tìm kiếm. Khi việc tìm kiếm những người mất tích vẫn chưa kết thúc, anh cùng đồng đội bắt tay vào dựng lại nhà tạm để có nơi che nắng, che mưa cho người dân. Tôi cũng làm việc cho xã, tôi cũng nhìn thấy. Từ hồi đó tới trời tỉnh Phước thì chưa về được nhà, không phải Phước, cũng phải nhà đây, nhà vợ Phước, về Phước ở trên Trà Giòn. Nên từ đó trời tỉnh Phước chưa được một lần về nhà, thậm chí hình như là tới hiện tại bây giờ thì vẫn như đội tìm kiếm họ vẫn còn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Dù là thủ trưởng đơn vị cho các đồng chí được nghỉ về nhà để phục hồi sức khỏe, tuy nhiên là với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí cũng xin là thôi để từ từ để nghỉ sau. Đó là cũng thể hiện cái tinh thần mà vì nhân dân phục vụ. Sau dông bão, Trà Leng rồi sẽ trở lại những ngày bình yên và làng ông Đề sẽ được xây dựng lại. Hy vọng với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và sự góp sức của cộng đồng, Thượng úy Lê Minh Phước và đồng bào nơi đây sẽ cùng nhau vượt qua nỗi đau thương mất mát này.